lì. Damn man, quầy chết rồi, mình lại ăn cái dù nữa rồi. Oh man, các bạn mà nhảy xuống đây lại bị ăn cái dù là nó rất là lâu mới rơi xuống luôn ấy. Thầy, các bạn thấy chưa, mặt trời đây. Ok, và yo các bạn, mình là Gamer đây và chào mừng các bạn đã đến với cái kênh của mình nha. Thì nói chung mấy là cái video lần này của mình thì mình sẽ cho các bạn biết một cái vị trí mà cực kỳ là bí mật trong cái kim tự tháp của cái tựa game là Max City luôn. Thì nói chung thì cái tựa game này nó vừa update cho chúng ta một cái nơi cướp hoàn toàn là mới luôn, là cái kim tự tháp nhá. Thì trong đấy thì mình đã tìm ra được một cái vị trí, nói chung thì nó không hẳn là bí mật lắm đâu, kiểu như là cái admin game ấy nó đặt cái vị trí đấy rất là lầu liễu, cho nên là mình nghĩ rằng thì cũng đã có nhiều bạn phát hiện ra cái vị trí đấy rồi. Thì cái video lần này của mình ấy thì mình sẽ cho bạn biết về cái sự thật của cái kim tự tháp luôn, chứ không đơn thuần là một cái vị trí đâu. Thì mình sẽ cho bạn biết cái vị trí đấy nằm ở đâu, và mình cũng sẽ giải mã bí ẩn luôn cái kim tự tháp này nó sẽ có cái gì. Và các bạn tò mò muốn biết đấy là gì thì các bạn chỉ cần xem hết cái video này, và các bạn cũng đừng quên là để lại cho mình một like nhá, một cái comment này nếu như các bạn không biết comment cái gì, một cái dấu chấm hiểu chưa, và cuối cùng thì hãy đăng ký kênh, và tốt hơn nữa thì hãy chia sẻ cái video này giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ không dài dòng nữa và chúng ta nên bắt đầu cái video này thôi nào, let's go. Ok, thì nói chung thì mình cũng đã vào một game rồi, thì mình sẽ chọn Folit để có thể ra khỏi cái nhà tù này nhanh một tí. Mà chơi Visioner lại mất thời gian, mà kiếm đồ các thứ để mà ra ngoài, nói chung thì nữa mất thời gian. Cái việc đầu tiên của chúng ta để đi tìm cái sự thật đấy thì phải ra ngoài kim tự tháp rồi, đúng chưa? Ok nhá, mình sẽ lấy chiếc xe Banshee ra chạy cho nó nhanh một tí. Hiểu chưa, xe này thì chắc hẳn bạn cũng đã có rồi, không có thì xem là video trước của mình đi. Mà mình đã hướng dẫn rồi sao không chịu lấy. Ok nhá, nói chung thì bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi cái chỗ nhà tù này, và chúng ta sẽ bay thẳng đến what the fuck gì đây, và chúng ta sẽ bay thẳng đến cái what the fuck, sao lại không bay lên đi nào kia, xe gì chi đa thế mẹ kỳ ghê. Thì bây giờ chúng ta sẽ bay thẳng ra cái kim tự tháp. Nói chung thì cái kim tháp bây giờ nó rất là gần luôn bạn, nó gần hơn cả băng luôn ấy. Vài nồi 5 minutes later. Ok, chúng ta đã đợi. Và cái điều đầu tiên mình muốn nói ở đây là các bạn có thể thấy là cái kim tự tháp này nó rất là nhỏ đúng không, nó rất là nhỏ. Nhưng mà sau khi các bạn đã vào bên trong rồi ấy thì thật ra là các bạn không phải vào cái kim tự tháp này đâu, nó đã xì ba bạn ra đến một cái nơi, nó đây là một cái kiểu teleport đấy các bạn. Bạn đi vào nó sẽ teleport bạn đi đến vào cái chỗ này, chứ thật ra bạn không phải ở trong này đâu. Thì các bạn muốn biết bạn đang nằm ở đâu, ở vị trí nào trong cái map thì bây giờ mình sẽ cho bạn biết. Và cái mẹo đầu tiên mình muốn cho bạn nói chung thì mày cái này nó easy thôi, bạn chịu khó chơi một tỷ là sẽ được nhá. Và chúng ta đã qua tới đây rồi thì bây giờ mình sẽ cho bạn biết cái vị trí bí mật đấy nằm ở đâu. Thì nó sẽ nằm ngay cái bức tường này bạn, chưa bạn thấy gì chưa, cái bức tường này nó có thể TC qua được luôn. Mà mình không biết tại sao nó có thể như thế, chắc là admin game nó lười, nó không chỉnh lại thành bức tường thật mà nó chỉnh lại thành bức tường ảo ấy, cho nên là nó chúng ta có thể đi xuyên qua được ở chỗ này. Và sau khi ra chỗ này thì các bạn có thể thấy chúng ta không hề ở bên trong kim tự tháp, mà chúng ta đang ở cái vị trí nào đấy mình cũng không biết là ở đâu luôn. Và các bạn muốn biết ở đâu ấy, các bạn hãy đi cùng mình nhé. Và các bạn thấy ở đằng đấy là cái gì không, ở đằng đấy chính là what the fuck, mình cũng kiểu quay cái chỗ đấy là cái bên trong là chúng ta có thể cướp ấy. Mà nó xây cái map như thế này khá là đẹp nè, mình thấy đẹp phết. Không thể nào mà kim tự tháp mà nó lại có cái con đường như thế này đâu, bạn hiểu chưa. Nói chung thì nó đã teleport chúng ta đến một cái nơi cực kỳ bí ẩn luôn, mà không biết cái nơi đấy ở đâu. Rồi ok, sẵn quay video rồi, mình sẽ review lại cho bạn xem cái kim tự tháp này luôn nhá. Phải review chứ, đấy đây chính là cái chỗ chất giấu kho báu của cái kim tự tháp này. Nói chung thì khá là nhiều vàng luôn ấy, như là kiểu bạn gọi xem thôi mình không có xem Hanot, như kiểu găng tay vô cực ấy. Như đây là những cái viên đá này. Còn cái đầu gà này thì mình không biết làm thế nào để lấy luôn. Mình đã tham khảo YouTube cũng như là Twitter của admin game rồi, mình vẫn chưa tìm ra được cái lời giải của cái đầu gà này. Cái bí ẩn này vẫn chưa tìm ra được. Nếu như mình tìm ra được cái lời giải của cái đầu gà này thì mình sẽ làm video. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi giải mã bí ẩn của cái nơi chúng ta đang đứng là ở đâu nhá. Thì nói chung thì cũng easy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái địa điểm bí mật đấy. Mình sợ ăn cái cục này vào đầu quá bạn ơi, ăn cái này hơi bị đau luôn ấy. Đùa. Nói chung thì mình chỉ cho bạn biết cái bức tường này thôi nhé. Còn bức tường nào bị ảo nữa thì các bạn hãy vào group của mình, group Facebook của mình ấy, cho đăng lên cho mình biết nhé. Hoặc là bạn hãy comment xuống cái video này của mình luôn cũng được. Ok. Và bây giờ ấy, mình sẽ qua cái phần giải mã chúng ta. Ui what the.
Holy, holy fuck, quay, đang sùi lùi luôn rồi các bạn ơi. Nó oh my god, nhìn ghê và đã luôn ấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy mã xem chúng ta đang đứng ở đâu thì nó easy lắm bạn ơi. Nhảy xuống đây cho mình. Đấy, các bạn chỉ cần nhảy xuống đây thôi là bạn sẽ thấy đây là chính là cái thành phố của chúng ta. Và chúng ta đang ở tận tuốt trên trời và trời tối luôn rồi. Mẹ trời tối nhìn nó xấu và đã ấy. Nói thật ra mình thật thì các bạn luôn là trời sáng nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà khi mà trời tối coi thì nhìn nó xấu và đã như nào ấy. Đây chính là cái map của chúng ta các bạn thấy không? Cái kim tự tháp nó đã teleport cho mình ở tuốt tận trên trời. Các bạn đã từng làm Hego rồi lấy jetpack rồi bay ở trong kim tự tháp là không hề được nha các bạn. Nó không hề được, cũng như là không thể spam cái xe này, cũng không phải bay cái gì ở trên cái kim tự tháp được. Tại vì nó đang ở một cái vị trí rất là cao, một cái vị trí mà cái độ cao không cho phép bạn bay ấy, cho nên là bạn không thể nào bay được. Và mình đã giải mã cho bạn biết rồi. 5 minutes later. Ok, thì như các bạn thấy thì chơi cũng đã sáng rồi, thì bây giờ mình có thể nhìn lên trời, các bạn sẽ không hề thấy được cái kim tự tháp đấy. Ê, thấy đây các bạn vẫn có thể thấy nhá. Bạn ở dưới này bạn vẫn có thể thấy cái kim tự tháp đấy, các bạn thấy cái vùng màu đen này không? Các bạn thấy cái vùng mà bị sáng chói ở chỗ đấy không? Đấy chính là cái nơi mà bạn đã bước vào đấy các bạn ơi. Thì cái kim tự tháp này nó chỉ là cái tượng trưng thôi, chứ thật ra các bạn bước vào ấy là nó sẽ teleport bạn lên tuốt ở trên trời đẳng cơ, hiểu chưa? Cho nên là bạn đừng có tin vào mấy cái này, mẹ toàn là cúi lừa thôi, hiểu chưa? Đây nhá, chúng ta sẽ upi cái này easy và đái rồi. Nói chung thì cái này không cần phải hướng dẫn làm si đâu mẹ. Và các bạn đã ra đường này rồi ấy thì các bạn hãy chụp lại tấm hình giúp mình nhé, và vào cái group Facebook của mình và đăng lên đấy, mình sẽ duyệt luôn, hiểu chưa? Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ nhảy xuống thôi. Holy man, quầy chết rồi, mình lại ăn cái dù nữa rồi. Oh man, các bạn mà nhảy xuống đây lại bị ăn cái dù là nó rất là lâu mới rơi xuống luôn ấy. Đây các bạn thấy chưa, mặt trời đây. Nói chung thì bay này xong thì bạn không có tìm cách, không có cách nào mà có thể rơi xuống đất luôn ấy. Nó rơi rất là chậm luôn. Mình sẽ spam xe ra cho bạn xem nhá. Ơ không được à? Không được rồi. Không được rồi các bạn ơi. Không biết làm sao để rơi xuống nó nhanh luôn ấy. Quay. Ok, thì nội dung ấy thì mình cũng đã giải mã xong cái kim tự tháp này rồi, và mình cũng đã cho bạn xem cái vị trí bí mật nó nằm ở đâu rồi. Thì mình nghĩ mình cũng sẽ kết thúc cái video này ở đây thôi. Và mình đang ở trên trời và chúng ta sẽ chào tạm biệt ở trên trời luôn, mà mình không thể quay được cái mặt của mình. Quay lại đây. Oh shit, không được rồi. Quay. Ok, và nếu như mấy bạn nào thấy video này hay á thì các bạn đừng quên là đợi lại cho mình một like nhé, một cái comment. Nếu như các bạn không biết comment cái gì thì một dấu chấm, hiểu chưa? Và cuối cùng thì hãy đăng ký kênh, và tốt hơn nữa thì hãy chia sẻ cái video này giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả các bạn, và chúc các bạn có một ngày tốt lành nhé. Bye.